Kính thưa quý vị và các bạn, trước tiên thì xin cho các việc gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến cả nhà. Bởi vì cái video clip ngày hôm qua mình đi tìm hiểu ở trại Thánh Đức trên tỉnh lộ 10 á, nó có rất là nhiều xe cộ, nó chạy qua chạy lại rất là nhiều mà ồn ào lắm. Cho nên mình sợ cái tiếng ồn đó nó sẽ thu vào trong cái máy quay luôn. Cho nên mình phải gắn thêm một cái mic rời ở ngoài, gắn vào máy để quay nhằm là khử tiếng ồn. Nhưng mà không ngờ á, cái mi đó nó lại là cái mi tăng âm chứ không phải là cái mi chống ồn. Bởi vậy làm cho cái video nó quá trời ồn luôn, mà không có nghe được gì luôn. Rồi trên đường mình chạy về á thì nó cũng hơi muộn rồi, cho nên mình cứ vậy mình up lên luôn mà không có lọc tiếng ồn lại. Vì thế đã làm cho cả nhà mà khi xem cái video clip đó rất là khó chịu. Cho nên một lần nữa mình xin lỗi cả nhà rất rất là nhiều luôn vì cái sự cố nó không mong muốn. Và ngày hôm qua thì mình cũng có gặp một cái anh ở xã Phạm Văn Hai á, anh cũng có quan tâm đến cái câu chuyện của thầy em mình vào vũ trụ. Mà cái chuyện mà bức xúc nhất á phải nói đến đó là cái vụ mà ông giáo chủ đó, ông giáo chủ của thiền am bên bờ vũ trụ á, ông có quan hệ với những người con gái ở trong thiền am để sinh ra những cái em bé đi thi tách tiết trình hài. Nếu đó là sự thật á thì hiện tại á một số người phụ nữ trong đó họ sợ bị liên lụy, bị quy kết là có dấu hiệu phạm tội loạn luân, cho nên họ đã bỏ trốn khỏi đó. Thì cái đó cũng hoàn toàn có cơ sở. Tuy nhiên á, nếu mà bàn sâu hơn về cái vấn đề này á, chúng ta thấy rằng nếu mà chẳng hạn như Quyền Trang đi, nếu mà cô ấy biết được ông Vân là cha ruột của cô ấy á, thì cô ấy có chấp nhận để cho cha ruột quan hệ với cô ấy hay không? Hay là cô ấy cũng như Minh Tùng, Minh Tú, Hoàng Nguyên, Nhất Nguyên, Kỳ Duyên gì hết, tất cả họ đều cho rằng họ là trẻ mồ côi do ông Vân đưa về nuôi dưỡng thôi. Cũng chính vì thế á, họ tôn sùng ông Vân như là tôn sùng ngài giáo chủ mà. Ông Vân ông cứ giảng đạo, ông là Phật sống là số 1, cho nên họ phải tôn sùng ông thôi. Và cái chuyện quan hệ với ngài giáo chủ là một cái kêu bằng nghĩa vụ, cũng như họ suy nghĩ rằng đó là một cái điều hãnh diện như là vua chúa ngày xưa đó quý vị. Và nếu đó là sự thật á, vậy thì trong cái chuyện này khi mà quy kết cái trách nhiệm á, thì chỉ có ông Vân và các bà vợ của ông ấy là biết rõ nhất. Thì những người này có nguy cơ, đúng không? Những người này chắc chắn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật rồi. Và đặc biệt á, là những bà vợ của ông, đúng không? Sinh những đứa bé ra thì biết chắc có mối quan hệ rồi đó. Và cũng từ đó thì Huyền Trang hay những cô gái khác á, nếu mà có sinh con với ông Vân đi nữa thì họ không thể gọi là đồng phạm nữa, mà là thuộc cái diện là người bị hại rồi, đúng không? Nhưng mà chúng ta nhìn lại sự việc để thấy rằng á, Huyền Trang đã bỏ trốn thì không thể giải thích theo kiểu đó được. Vì nếu mà họ không phạm tội thì họ xả cái gì mà họ phải bỏ trốn đó. Hay là họ lại được ai đó tư vấn là phải lánh đi nơi khác để bảo vệ cái ông giáo chủ và vì thế nếu mà họ không bỏ trốn á, và họ đã hợp tác với cơ quan chức năng á, thì cho dù có tội chăng nữa cũng sẽ được xem xét và giảm nhẹ. Còn hơn bây giờ họ cứ, cho dù họ không có tội mà họ lại cứ cố tình bỏ trốn rồi gây khó khăn cho cái công tác điều tra của cơ quan chức năng á, thì đây sẽ là một trong những cái yếu tố làm tăng nặng tội trạng của họ. Thế cho nên mình nghĩ á, dù thế nào đi nữa, mong rằng những cái người phụ nữ ở trong thiền am bên bờ vũ trụ á, hãy suy nghĩ lại mà hãy hợp tác với cơ quan chức năng đi để sau này á cũng coi như là chừa cho mình một cái con đường, đúng không? Cho một con đường để rút lui cho nó có tương lai hơn, chứ ngoan cố hoài á, thì lại càng thêm bất lợi cho bản thân họ và con cái của họ thôi, đúng không? Nhưng mà cho dù họ có trốn tránh thế nào đi chăng nữa thì cơ quan chức năng người ta cũng có cách để cho họ phải chịu trách nhiệm trước những cái việc làm họ làm ra, đúng không? Chứ thực sự thì họ đừng có tưởng rằng là có cái lực lượng fan cuồng đông đảo ha, rồi cái những người vào comment rồi ủng hộ là họ muốn làm gì thì làm, đúng không? Chúng ta sống và làm việc là theo hiến pháp và pháp luật, chứ không phải là sống theo suy luận và phán xét của cộng đồng mạng đâu đó. Bởi vì thật sự thì số đông chưa chắc đó là đúng đó. Mà là những cái bằng chứng rồi những nhân chứng nè, cụ thể là vật chứng nào đó cụ thể, thì nó mới quyết định được cái chuyện đúng sai của cái vấn đề đó. Và hơn hết á, là những quy định của pháp luật
Thế cho nên nếu mà là cái suy nghĩ có một lượng fan rất là lớn như vậy á, rồi một lượng view cũng khá khá, thì lại cho rằng những cái lời nói và những cái hành động của họ là luôn luôn đúng, thì đó là một cái sai lầm cực kỳ lớn, đúng không? Sai lầm lắm. Đâu phải nhiều người tin theo là đúng đâu, đúng không? Nếu mà tin theo họ chắc bán lúa giống luôn á, chứ không bán lúa non nữa đâu. Chẳng hạn như mới đây á, cái câu chuyện mà cả gia đình Thiện Am bên bờ vũ trụ á, bắt những cái em bé đó đội tang màu trắng để tiễn đưa thầy ông ngoại là đệ tử gì của ông cụ Lê Hồng Vân về cõi Vĩnh Hằng đó, thì có rất là nhiều fan cuồng máy bay vào comment rồi thể hiện sự đồng tình ủng hộ nhiệt tình luôn à, cái việc làm của họ vậy mà họ rất là đồng tình đó. Tuy nhiên một số người khác người ta nhìn nhận được sự vật, nhìn nhận được cái sự thật của vấn đề đó, thì người ta rất là bất bình, bởi vì thật sự á, một chiếc khăn tang á, nó mang nghĩa về thiêng liêng để tưởng nhớ cái người quá cố đó, nhưng nó cũng có cái nghĩa về tâm linh, và chủ yếu á, là nó phân biệt người đó với những người khác là có mối quan hệ như thế nào với người đã mất. Thế cho nên mặc dù á, có rất là nhiều fan cuồng vào hô hào rồi ủng hộ tân bốc đủ thứ à, nhưng mà đến hiện tại thì hai cái video clip của Thiện Am về đám tang đó đó nó đã không còn trên YouTube nữa à, chứng tỏ rằng họ đã có thể là được ai đó tư vấn cho nên đã ẩn đi hoặc xóa khỏi YouTube rồi đó. Còn nhớ trong cái video clip đó, đó thì Thiện Am bên vũ trụ á, đã trịnh trọng giới thiệu và đọc một cái điếu văn dài tận 3 mét lận à, để tưởng nhớ tới người quá cố, nhưng mà chiêm nghiệm lại cái nội dung đó thì nó gần giống với nhiều cái dòng trạng thái, nhiều cái status của Hoàng Nguyên Nhất Nguyên mà trước đây từng đăng trên Facebook đó quý vị. À, như là sự xuất hiện của bậc siêu phàm nè, rồi chu kỳ tâm linh đó, rồi sao tâm linh để giải cứu thế giới gì đó, tâm linh là phải trải qua những cái cuộc thi tâm linh gì gì đó. Nói chung là cái bài điếu văn đó đó nó sặc mùi mê tín à, và đặc biệt là chủ yếu để họ quảng cáo cho Thiện Am bên bờ vũ trụ là có cái khả năng siêu phàm nào đó thôi. À, rồi cộng thêm cái hình ảnh ông cụ giáo chủ, ông cụ Lê Tùng Vân á, ông ngồi trước bàn thờ Phật cho mọi người vái lại ông à, vậy thì nếu họ làm đúng á, thì tại sao họ phải xóa à, hay là hôm trước chửi thầy Thích Nhật Từ rồi cho rằng họ đang mặc áo lãnh tụ tủ lạnh gì đó, đến khi cái video clip up lên thì thấy ông nội này ông mặc cái áo 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 vàng thượng tọa. À, rồi mới sực nhớ lại những cái lời chửi người ta trước đây và phải vội vàng xóa video thôi, đúng không? Hay là cái video đó đăng chủ yếu là để thách thức dư luận rằng là Huyền Trang vẫn còn ở đó à, bởi vậy đăng xong xóa liền, nhưng mà đã xóa thì phải có khuất tất rồi mới làm vậy, đúng không? Thế cho nên đừng có vì cái số lượng người đăng ký trên 1 triệu mà lại nghĩ rằng là hơn 1 triệu người đó là đang yêu thích bạn, đó là một sai lầm nha. Đặc biệt nhất á, là những cái fan cuồng á, họ cũng cứ thấy như vậy á, thấy số lượng nhiều vậy cho nên họ cứ lên mạng rồi họ kích động mọi người á, là hãy làm đơn kiện đầu này thưa đầu kia các kiểu á, làm cho dư luận á, cứ kêu bằng dậy sóng và hiểu sai về cái sự thật đó. Đặc biệt là những cái người mà ở hải ngoại á, người ta không thể đến đó trực tiếp để người ta biết chính xác cái việc làm của Thiền Am bên bộ vũ trụ à, mà người ta chỉ nghe qua cộng đồng mạng đó, qua nghe những cái người bình luận, đặc biệt là trên YouTube á, đó, rồi bình luận rồi bàn tán sai về sự thật, cho nên họ nghe theo. Đó. Nếu mà họ nghe được những người đó thì chắc chắn họ sẽ theo những cái lời mị dân, những lời bao che của fan cuồng thôi, và cũng từ đó thì người ta hiểu sai về cái sự thật của vấn đề đó. Thế cho nên rất mong á, cơ quan chức năng hãy sớm vào cuộc chặn đứng lại những cái phát ngôn sai sự thật. À, họ nói sai sự thật, họ bôi nhọ uy tín và danh dự của cơ quan ban ngành nè, của Phật giáo, của đài truyền hình, rồi báo chí nữa. Họ cứ nghĩ rằng á là thông tin trên YouTube á mà lại đáng tin hơn trên đài truyền hình mới ghê chứ. À, trong khi như đài truyền hình nó cả nhà ai cũng biết rồi, là người ta nếu mà muốn muốn đăng một thông tin đó thì người ta phải kiểm chứng. Như là đài truyền hình Long An, người ta gửi công văn yêu cầu là đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ phát sóng cái phóng sự của đài truyền hình Long An đó, nhưng mà phải gần 1 tháng sau mới được phúc đáp và chấp nhận phát sóng.
thì rõ ràng đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh á, người ta cũng đang cẩn thận với cái nội dung của phóng sự đó, cho nên khi mà tiếp nhận được á, thì người ta sẽ cho người đi đi xác minh, rồi cái ban pháp chế của đài truyền hình bao gồm nhiều luật sư trong đó, người ta cũng tư vấn rất rõ ràng, sau đó thì ta mới đi đến kết luận là chấp nhận để phát sóng cái nội dung đó, chứ đâu phải khơi khơi như mấy các bạn đang làm YouTube á, thấy thông tin nào hot hot là đào về rồi re-up lại mà không có kiểm chứng cái nội dung, đúng không? À, thật sự là những cái thông tin trên YouTube không có đáng xu nào so với thông tin trên đài truyền hình và báo chí chính thống hết á. Nha. Rồi xin cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin kính chào và hẹn gặp lại.